Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Em quay review cho anh em mình xem một con xe rùa này, hai cầu trợ lực lái bên mình ha, bên Hilux. Này rất là đẹp luôn nha anh em. Con này thì giờ là em sơn riêng của nó, là em để nguyên riêng luôn á, nguyên thủy luôn á. Hả? Bật cơ xăng Kubota. Này, máy Kubota. Vừa đây vừa giật luôn ha. Cái bình ở đây nè. Này em câu bình nổ thử cho anh em mình coi thôi. Để mình ha. Bánh vỏ còn rất là đẹp luôn. Vỏ là 19 800-10. Hai cầu. Hai. Thùng là ben tự đổ nha anh em. Hai cái dàn gầm ở này. Trợ lực lái bẻ mình thì con này nó số của nó đây, số chạy của nó là ba số chạy và một số lùi ha. Càng số này càng này càng lùi thỏ nè, thắng tay này càng bên đó. Rồi đó cái thùng ngang thùng là 120. Giờ thùng là 1m8 nha anh em. 1m8. Rồi lên nổ chạy luôn nè. Rồi ghế mộng đầy đủ hết. Đèn đầy đủ hết ha. Bé rất là nhẹ luôn. Con này quá đẹp luôn nha nè. Nhận ti nữa nè ha. À. Con tuyệt vết luôn. Lái cực kỳ nhẹ, trợ lực lái. Rồi bên xuống là nó tự đóng thùng lại. Anh em có thể mở ra được hai cái bạn bách hai bên luôn ha, mở được hai cánh ngang hông luôn nha. Con này thì anh em chở khoảng là 1 tấn đổ lại là ok ha. Có cái nút đèn nè. Đó. Cái dàn điện của nó thì là giờ em chưa có làm dàn điện. Dàn điện giờ là nó chỉ có cái đèn này thôi, đèn pha với cái đèn xi nhan này là cháy ha. Còn dàn điện là em chưa có câu hoàn chỉnh hết. Anh em nào mua thì muốn yêu cầu dàn điện thì em mới câu. Đây nó có cần nhanh chậm đây nè, nhanh chậm á, gạt qua đây là chậm, bên kia là nhanh. Nó có 3 số chạy tích hợp với càng rùa thỏ nữa là 6 số ha. 6 số chạy tới và 2 số lùi. Lái rất là nhẹ luôn ha, trợ lực lái rồi. Lái bằng thế lực luôn nha anh em.
Thắng ăn ghê lắm á, đập chạy nhanh đập thắng thôi à, lết bánh luôn. Con này nó bẻ mình đó, thì anh em nhìn những cái chỗ mà đường hẹp mình quay đầu rất là dễ luôn đó. Mà anh em nào mà chở vật liệu xây dựng đồ là cực kỳ thích hợp luôn ha đó. Rồi ok. Rồi anh em nào mà chốt con này thì cái việc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0373 453 633 nha anh em, hoặc là 0933 351 76 ha. Địa chỉ cửa hàng là 50 cơ Nguyễn Châu nha anh em. Địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Ngãi Dầu, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Rồi em kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.